Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức và hai bản tin này. Và bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau: bị tố bắt học sinh quỳ gối ngay trong lớp học, cô giáo lên tiếng và bị đình chỉ dạy học một tuần. Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh một học sinh tại Hà Nội quỳ gối trước bục giảng trong giờ học, kèm theo đó là đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh về vấn đề này. Ngay sau khi xuất hiện, bức ảnh đã nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Cụ thể, theo nội dung được đăng tải, sự việc xảy ra tại trường trung học cơ sở Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội. Cô giáo chủ nhiệm là lớp 9B là cô Quy bắt học sinh phải quỳ gối trong lớp học. Ngày 10 tháng 5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bức ảnh một nam học sinh tại Hà Nội bị quỳ gối trước bục giảng trong giờ học, kèm theo đó là đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh về vấn đề này. Theo nội dung được đăng tải, sự việc trên xảy ra tại trường trung học cơ sở Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội. Cô giáo chủ nhiệm lớp 9B là cô Quy bắt học sinh phải quỳ gối trong lớp học. Kèm theo câu chuyện trên là lá đơn của gia đình nam sinh bị bắt quỳ gối, đề nghị gửi Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Hôm nay tôi viết đơn này, kính đơn, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thường Tín xem xét và giải quyết một việc cụ thể như sau. Con trai tôi là cháu hiện đang học theo lớp 9B trường trung học cơ sở Tô Hiệu do cô Quy làm chủ nhiệm. Cô Quy đã bắt con tôi và một số cháu phải quỳ gối tại lớp học, cùng với đó còn yêu cầu lớp trưởng lập biên bản nhưng con tôi đã không chấp nhận hình phạt của cô Quy. Vì cháu nghĩ rằng trong ngành giáo dục, môi trường sư phạm không có hình phạt đó, một phần nội dung trong lá đơn kiến nghị đã được đăng tải. Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo chí, ông Kiều Xuân Dương, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, một số phụ huynh của các em học sinh được nêu trong bản kiến nghị gửi nhà trường để làm việc. Cũng theo ông Dương, trường đang tiến hành xác minh và chưa có kết luận cuối cùng. Cũng trong ngày hôm qua 10 tháng 5, trường cùng cô giáo chủ nhiệm đã về gia đình nam sinh trên để làm việc. Qua làm việc ban đầu, gia đình cũng bức xúc, nhưng sau đó khi nói chuyện, gia đình cũng dần hiểu ra vấn đề và không còn bức xúc. Vậy, giáo viên sẽ nói gì về vấn đề này? Trên báo chí, cô Quy, giáo viên của lớp 9B trường trung học cơ sở Tô Hiệu lên tiếng về việc phạt học sinh quỳ gối trong giờ học. Tôi bắt học sinh quỳ theo đúng yêu cầu của phụ huynh học sinh. Con người ta hư quá nên yêu cầu làm như vậy. Việc học sinh có quỳ, có biên bản giữa tôi và phụ huynh rõ ràng. Và cũng theo cô Quỳ, mẹ em nói tôi thiếu trách nhiệm khi không trao đổi tình hình của học sinh thì vị này nên xem lại. Bố mẹ chưa một lần đi họp cho con, chỉ có bà đi họp. Sau đó tôi mời phụ huynh họp vài lần, bố mẹ cũng không đến. Theo nữ giáo viên, khi ông của học sinh đến lớp, cô đã trao đổi là con ông rất hư, nghỉ học nhiều buổi. Còn chị là phụ huynh có con bị cô giáo bắt quỳ cho biết, hôm đó con trai tôi nói chuyện trong giờ nên bị cô bắt quỳ, nhưng cháu không chấp nhận hình phạt vì cho đó là một sự sỉ nhục nặng. Một học sinh khác vẫn quỳ, sau đó cứ đến hết tiết toán cô chủ nhiệm, con tôi bị đuổi ra khỏi lớp. Nữ phụ huynh này cho rằng các cháu còn nhỏ tuổi, chưa hiểu biết. Nếu có điều gì chưa đúng, thầy cô phải giảng giải, chứ bắt quỳ gối trước mặt cả lớp như vậy là phản giáo dục. Cô giáo cũng không thông báo cho gia đình về vụ việc, một phụ huynh khác nói, chỉ mới được biết mà thôi. Và cũng theo vị phụ huynh này, chỉ lên tận nhà giáo viên chủ nhiệm xin cho cháu học môn toán, cô mới đồng ý. Cứ đến giờ toán, cô yêu cầu cháu lên ngồi bàn giáo viên để học, vô tình tạo cho cháu áp lực không nhỏ. Rồi, qua đây cho chúng ta thấy là năm nay là một năm mà giáo dục lên ngôi, có rất nhiều mà sự việc mà trong ngành giáo dục diễn ra. Giống như vừa rồi thì cô giáo ở Bình Thuận với học sinh 16 tuổi, rồi thầy giáo với nữ sinh, rồi bây giờ một nam sinh với bốn nữ sinh, rồi bây giờ lại đến cô giáo phạt cho các nữ sinh quỳ gối. Nhiều khi cái này cũng không quá mạnh mẽ, có thể là cho phụ huynh của các em tưởng con mình là cục vàng cục bạc, nhưng mà không biết là khi đi đến trường thì con em chúng ta hư hỏng như thế nào, nên cô giáo mới bắt phạt như vậy, mà nhiều người cứ tỏ vẻ ra như con mình rất tốt. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào nút thông báo để cập nhật những video mới nhé. Cảm ơn các bạn.